Hello anh em, lâu quá anh em mình không gặp nhau. Thì sau 8 tháng trải nghiệm chơi bò sát, thì bây giờ mình đã có một lượng bò sát khá là lớn và cũng khá là ok. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một ít chút kinh nghiệm về nuôi dòng úc của mình và những cái kinh nghiệm mà mình đúc kết được trong quá trình nuôi dòng úc. Thì giới thiệu mọi người, đây là bé càng của mình. Bé này là bé đầu tiên mình chơi, đầu tiên mình chơi về giống úc. Bé này của mình là bé đầu tiên mình chơi, lúc đấy mình mua lại giá chỉ có 700k thôi. Rồi các bạn nhìn nhá, màu khá là ok, khá là đẹp, không phải là size tớt các bạn nhá. Anh em nào hiểu về size tớt thôi, thì con này không phải size tớt, con này màu nó chỉ gần được như size tớt thôi, nhưng không phải size tớt. Đây thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em từng móp một, từ cơ bản nhất cho đến những cái móp cao hơn để cho anh em thưởng thức qua. Cho ra đây. Đây. Đây mình ở đây, trên tay mình đang là một bé baby. Cũng không phải là baby đâu. Size cũng được gần 20 rồi đấy. Không phải là baby mà size gần 2x rồi. Thì mình bé này là một bé móp normal. Đấy. Mọi người có thể nhìn nhá. Thì ở đây mình chơi dòng úc theo mình đúc kết được thì nó sẽ chia làm hai cái để thể trạng để nhận biết. Một là chơi theo màu. Hai là móp móp. Thì con này nó là vừa màu cơ bản và vừa móp cơ bản luôn. Đó chính là màu nâu bình thường. Và móp cũng bình thường luôn, móng đen này, gai này đó, và tất cả mọi thứ nó rất là bình thường đó. Đây là một bé baby, quên nhầm, không phải baby, hơn baby một xíu. Đây là móp normal anh em nhé. Đấy, bé này của mình vừa ăn xong, hơi no, hơi nười. Tầm này mình cũng quay buổi tối đến giờ đi ngủ rồi, cho nên là các bé cũng hơi lười đi lại. Đấy, vừa nói xong chạy mất hình luôn. Tiếp theo là một bé lô mồ. Bé lô mồ này thì màu sáng hơn một chút. Thì bé này của mình, nói chung là mình cũng không rõ nguồn xuất xuất xứ, nhưng mà bé này của mình là lô mồ, nhưng mà màu nó sáng hơn một chút là khả năng là do bố mẹ của nó màu khá là sáng, cho nên là con này tính trạng cái màu của nó cũng sáng hơn. Đấy, hiện tại nó đang lột, cái thân của nó đang lột, cho nên là bạn nhìn nó sẽ rất là tối. Tối màu, chứ thực tế con này màu rất sáng luôn. Normal nhá anh em nhá. Mắt của nó sẽ có cái ngươi như này. Đó, nửa nâu nửa đen. Móng thì đen xì này. Đó, móng thì đen xì. Đó, móng này móng đen. Đó. Có gai. Thì bạn này là móp normal, chỉ màu chỉ hơi sáng một xíu thôi. Tiếp đến này, mình sẽ đến móp hypo đi. Hypo, đây là một bé hypo. Hypo thì móng trắng. Hypo đặc tính của nó là móng trắng. Còn nó màu của bé này thì nó là màu dạng như màu vàng ấy. Có anh em thì sẽ gọi màu này là màu orange, màu cam, nhưng mà mình thì mình cứ nhìn theo màu sắc thôi, mình cảm nhận của mình thôi là màu vàng. Móng nó sẽ trắng tinh như này anh em nhé. Con này thì hiện tại là đang là con cái và đang có trứng. Mới đẻ một lượt rồi. Hôm vừa rồi nó đẻ mà mình không biết nó đẻ luôn, vì là mình là người trải nghiệm, mình là trải nghiệm lần đầu tiên là nó đẻ. Thì hôm trước nó đẻ, nó cào chuồng thì mình không biết, mình cứ nghĩ là nó thèm phối, nhưng thật ra là nó đã phối rồi, nó đã phối trộm rồi. Thế xong rồi nó, mình vì thỉnh thoảng mình cho chơi mấy con đực, nó phối rồi, xong rồi nó đẻ ra được 8 quả. Thì do đến tối về mình bé ra, mình thấy bụng bé quá, bụng tự dưng bé quá, mình bảo con này sao tự dưng lại bé, bụng bé này. Thế về sau mới nhìn vào chuồng thì mới thấy mấy quả trứng ở góc, thì đẻ được 8 quả, thì bị hỏng mất 3 anh em ạ. Do là trong cái chuồng mình để cái hút ẩm ấy, những cái nền hút ẩm ấy, cho nên nó bị mất ẩm của quả trứng, nó dễ bị hỏng. Thế bây giờ còn 5 quả thì mình đang ấp rồi. Lúc nào mình sẽ chia sẻ cho anh em một chút kinh nghiệm về ấp nữa. Thật ra mình chưa ấp thành, thế nhưng mình cũng chia sẻ cái kinh nghiệm để cho nó phôi nó tốt. Bây giờ phôi trứng của mình khá là tốt. Thì đây, cái thì đây, anh em nhìn này. Đây là một bé cái này, cái đuôi nó sẽ có cái phần tam giác vào giữa này. Đấy.
còn nó cái bụng của nó sẽ có trứng, anh em nhìn rõ trứng chưa? Đây cộm này, cộm này. Đấy, bây giờ đang có trứng chuẩn bị đẻ đợt 2. Hy vọng đợt 2 này sẽ mình sẽ chú ý hơn và sẽ đẻ tốt hơn. Đây là bé hypo. Hypo. Đây cũng là một bé hypo, bé này cũng cái luôn. Nhưng mà con này thì vẫn chưa đến size sinh sản, vẫn còn bé. Hypo nhưng mà nó đang nột chỗ lưng này, cho nên là con này thì dạng kiểu hypo oran ấy, cam, nó nhiều cam hơn cho nên là màu nó sẽ tối hơn. Và chỗ này nó đang nột cho nên là không nhìn rõ màu cam, nhưng anh em nhìn gần này. Đấy, rất rõ màu cam luôn. Hypo thì hypo tức là cái móp của nó là tính trạng là móng trắng và da nó sáng hơn. Sáng hơn bình thường. Thì đặc biệt nhất là cái bé này của mình. Đây. Bé này là hypo. Hypo nhưng mà các bạn thấy không? Nó chỉ có mỗi cái móp hypo thôi. Nhưng mà cái màu của nó thì khả năng là do đời bố mẹ hoặc là đời ông bà nó là màu của sai chớt, màu sai tớt à, sai chớt hay sai tớt gì đấy. Màu vàng thì nó mới nên được cái chất liệu như này. Anh em nhìn thấy màu vàng đẹp không? Thì mình rất thích màu vàng tại vì mệnh kim nên mình rất thích màu vàng. Đấy, đây chỉ là hypo nhưng màu rất đẹp. Nói chung là anh em chơi thì thật ra con pet anh em chơi ấy thì mình chơi với nó, mình chăm sóc nó thật béo thật tốt, chứ đâu thì móp nó chỉ là một phần thôi, còn đâu mình phải yêu quý nó là một trận. Đây con này thì của mình là đực, anh em nhìn đực nhá, đực nó sẽ có hai bên bi ở hai bên này. Đấy thì con này của mình là đực rất sung luôn. Hùng lắm, nó lần gặp và đánh nhau. Ok, xong hypo. Tiếp đến sẽ là oran, con này thì chuẩn oran luôn, anh em nhìn chưa, đang nột cho nên là màu nó hơi nhờ một tí, chứ con này màu thì cực đẹp luôn. Con này của mình là cái, con này thì móp của nó là hypo netherback. Đấy netherback ở đây là gì? Netherback thì chắc nhiều anh em biết rồi, nhưng mình sẽ giới thiệu lại, tức là nó sẽ không có gai trên lưng. Đấy, như con này của mình là không có gai trên lưng này, nó quét là con này thì nó không hết hẳn gai, nó chỉ còn gần như là hết khoảng 95%, thì nó cũng là netherback và hypo móng trắng. Còn nó màu thì mình quét là mình sẽ gọi màu riêng, màu là một mảng riêng, còn móp là một mảng riêng, thì mình hay phân biệt như thế cho dễ hiểu. Có nhiều anh em thì phân biệt là màu cũng là một dạng móp, nhưng mà mình thì không phân biệt ở đấy, mình phân biệt là màu riêng và móp riêng. Như bé này thì sẽ là oran netherback hypo. Đấy, con này của mình cũng cái luôn. Đấy các bạn thấy béo không? Quá béo luôn, mập, nhưng mà chưa đến tuổi sinh sản, cũng chưa đạt size max size, chắc vẫn phải lên nữa. Vâng, và đây. Đây là một bé móp cao nhất của mình sở hữu đến hiện tại, tại vì mình cũng không có tiền nhiều, cho nên là mình cũng không đầu tư được những cái con màu xịn sò, mình cũng chỉ đầu tư những con gọi là vừa phải thôi. Con này của mình thì nó bao gồm 3 móp: netherback, hypo móng trắng và chan. Con này nó nhông lắm anh em ạ. Con này nó mình gọi nó là con chân dài, tại vì chân nó rất là dài và nó chạy rất nhanh. Thì ở đây con này là hypo này, cái là nó rất là sáng màu, nhưng cái màu của này thì lại màu nâu mồ nhá, màu nó rất là xấu, nói chung là nó lạ thôi, nó xấu. Còn đâu thì nâng là netherback này. Đấy, không ít gai này, gai viền cũng ít này. Và đặc biệt nó là chan. Chan tức là gì? Chan tức là da của nó rất là mỏng, mình có thể nhìn gần như là nhìn được bên trong của nó, bụng của nó, và cái mắt của nó sẽ đen xì như này. Anh em nhìn chưa? Mắt đen xì, sẽ không rõ người đâu, đen xì như này luôn, thì nó sẽ là chan. Đó. Thì còn màu thì như anh em nhìn anh em cảm nhận nhá. Nhưng theo mình con này màu nâu mồ thôi, nhưng nó có 3 móc cao. Đây, hai con đực, con này là con đực. Thế là khi mà gặp con này nó hay bắt nạt con này. Con này của mình tuy thế thôi nhưng mà nhát. Đó, cắn nhau đây anh em. Đực thì nó có đặc trưng là khi nó trưởng thành, nó gặp nhau nó sẽ gật đầu và nó cắn nhau, kè nhau, cắn nhau. Và cái chỗ này nó sẽ đen xì lại này. Đen xì lại này, đó. Còn đâu cái thì khi mà gặp đực thì nó sẽ vẫy tay. Anh em cứ nhớ như thế mà phân biệt cho nó dễ. Khi mà trưởng thành ấy, cái nó gặp đực là nó sẽ vẫy tay, còn đực mà gặp đực nó sẽ cắn nhau luôn, gật đầu cắn nhau luôn. Còn đực gặp cái đầu đực nó cũng gật đầu. Nhưng mà theo mình ấy thì anh em
tốt nhất là cứ nhiều người thì người ta nuôi sinh sản thì người ta cứ để một đực một cái với nhau, nhưng theo mình thì anh em tốt nhất là cứ nuôi tách, khi nào muốn sinh sản thì cho chung vào thôi. Còn đâu thì thông thường theo kinh nghiệm của mình nắm được ấy, thì thông thường một con pet mà từ lúc sinh ra đến lúc đạt được size sinh sản nó rơi vào tầm khoảng từ 15 đến 18 tháng thì bắt đầu đủ tuổi để sinh sản. Thì lúc đấy là gần như là nó sẽ có nhiều con thì sẽ sinh sản sớm hơn, nhưng mà nếu mà cho phối sớm hơn và sinh sản sớm hơn thì nó sẽ bị đẹp, có nghĩa là nó sẽ không phát triển được nữa, vì là có thể con pet cái của mình nó sẽ có thể là tăng size được nữa, thế nhưng mà mình cho phối sớm quá thì nó sẽ không thể tăng size nữa mà nó chỉ giữ ở cái size thôi. Giống như con này của mình này, cũng không đâu có dài đâu, chỉ được 4 x thôi, nhưng bắt đầu nó sinh sản được rồi là do nó bị phối sớm quá. Còn đâu thì riêng cái dòng BD này thì anh em cứ nuôi cái bao nhiêu con một chuồng cũng được, nhưng mà đực thì anh em cứ mỗi con một chuồng đấy thì là hợp lý nhất. Bọn này thì đặc biệt nhá, ví dụ như baby như này thì anh em hiện tại baby như này thì mình đang nuôi rán, nuôi rán để cho ăn rán. Thì thức ăn cho bọn này thì tốt nhất với cái dòng baby thì nó là rán dubia, xong rồi không thì red run, mình đã nuôi cả rắn red run nữa, hoặc là không thì không có điều kiện, ngày xưa mình nuôi không có điều kiện thì mình cứ dế mới sâu thôi. Con này của mình nuôi toàn bộ là dế mới sâu, vẫn béo bình thường, vẫn khỏe, không vấn đề gì anh em ạ. Nhiều người cứ bảo nuôi dế mới sâu không tốt, thế nhưng mà đen thôi, một khi đã đen rồi thì nuôi nó ăn kiểu gì nó cũng chết à. Còn đâu mình nuôi mình cứ chăm tốt, mình yêu thương tốt là ok. Và bọn này thì anh em cứ thấy bẩn là tắm thôi, miễn sao nó lúc anh em tắm làm sao đừng để cái nước lạnh, để nước ấm, tắm xong một phát anh em cho vào sửa đèn ngay là ok. Còn đây thật trên thực tế thì mình nuôi không đèn nhiều đâu, mùa đông mình chỉ bật đèn một ngày 4-5 tiếng, và cái đèn của mình sau đó là mình rảnh thì mình bê ra mình phơi nắng. Còn đâu mình không có đèn ấy luôn, mình không có đèn đèn UVA luôn, mình chỉ có mỗi đèn nhiệt là đèn UVB thôi. Còn đâu thì riêng mùa hè thì mình không có đèn đóm gì cả, cứ sáng mình trước khi đi làm mình bế ra ngoài mình phơi một tiếng buổi sáng, xong mình bế mình vứt vào trong chuồng, xong hết phim, vẫn đẹp vẫn khỏe bình thường. Nói chung là anh em phải nuôi anh em cảm nhận, chứ còn đâu lý thuyết thì đương nhiên là để con bé nó đẹp nhất thì mình phải đúng theo lý thuyết, mình nuôi nó rất là đẹp, rất là khỏe, rất là sung. Thế nhưng mà anh em không có điều kiện thì anh em cứ nuôi theo cảm nhận của anh em là hay nhất, đúng không? Thì hôm nay mình cũng đến đây thôi, mình cũng chỉ có bấy nhiêu chia sẻ với anh em về BD. Còn có gì anh em cần gì hỏi thêm mình sẽ chia sẻ thêm. Đây dàn của mình đây hiện tại mình đang có 6 con à, tính rồi mà đây, tính cả một con baby thì là 7 con, nhưng mà đợt tới này khoảng 1 tháng nữa là trứng BD của mình nó nở thì mình lại sẽ có một đàn baby nữa. Thì con dàn baby của mình chắc là móc 2 pô thôi, nhưng không có móc gì cao cả. Nhưng đợt tới tương lai mình sẽ cho phối con Netherback với Netherback. Thì khả năng cao nó sẽ ra những con Sixback nữa. Sixback tức là gì? Tức là da nó ra như da em bé, nó không còn tí gai nào cả, rất mịn. Nhưng mà mình không có con đấy thì mình cũng không thể review cho anh em được. Còn bây giờ nó có rất nhiều cái con mà móc thì nó móc normal thôi, nhưng mà màu nó ví dụ như màu blue hay là màu dark red, những cái màu đấy thì nó kinh khủng lắm, đắt lắm anh em ạ, vài chục triệu một con. Còn những con của mình thì rất là rẻ. Dòng Úc thì là cái dòng đáng nuôi, nói chung là gần như là đáng nuôi nhất theo mình là như thế. Bò sát nó rất là vừa tay, dễ chơi, dễ mang, di chuyển, tương tác tốt, khỏe. Nhưng mà có một cái là kiểu như là điều kiện nuôi nó sẽ hơi cầu kỳ, nhưng thật ra đấy là theo cảm nhận lý thuyết thôi. Còn theo mình thì rất là đơn giản, như mình ấy, sáng ra phơi nắng tí, hôm nào không bận thì thôi, mưa thì thôi, cả tuần không phơi cũng chả sao ạ. Tối cho vào chuồng, còn sang mùa đông nó lạnh rồi thì anh em bật một cái đèn sưởi mấy chục watt rồi, đơn giản, dễ. Mình nuôi mình cảm nhận, mình nuôi dòng nước ngoài nhưng mà mình nuôi theo kiểu Việt Nam, không vấn đề gì anh em ạ. Mình nuôi theo kiểu Việt Nam nó vẫn cứ khỏe cơ mà, vẫn cứ ok cơ mà. Nhá, hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi, clip dài rồi, sau ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em về những cái khác. Hiện tại mình nuôi nhiều dòng khác nữa cơ, nhưng mà mình sẽ chia thành nhiều clip để chia sẻ cho anh em. Ok, bye bye anh em nhá. Đây, đây là chuồng của mình, chuồng 2m2, cao 70. Hiện tại mình nuôi chuồng này, mình nuôi 4 con cái trong này, còn 2 con đực thì mình cho nó riêng ở dưới, 2 ngăn dưới này. Đó. Bye bye anh em.